Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2021. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 12 phút buổi sáng rồi cả nhà. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ hai, mình sẽ dắt cả nhà cùng theo chân mình ha. Trao những cái tấm lòng của những mạnh thường quân bên nước ngoài và trong nước đối với những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Thì trước tiên thì mình sẽ đưa cho cả nhà xem. Đây là mình nhận được của chú Nguyễn Văn Cao hay là Cao Văn Nguyễn gì đó, và là gửi cho mình 200 đô. Đó, là hôm nay là mình sẽ gom lại để mình phát trong cái buổi sáng nha cả nhà. Tiếp theo là của anh Richard Nguyễn. Đây là mình cho cả nhà xem. Không phải Richard Trương nha cả nhà. Đó, hồi nãy cũng gửi mình 200 để gửi cho những cụ trên 85 tuổi rất là khó luôn, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi tiếp theo là của chị Diệp Chi có nhờ người nhà gửi cho mình là 200 luôn đó. Rồi tiếp theo là của một mạnh thường quân ẩn danh ở tại bệnh viện đó, là gửi cho mình 1 triệu. Rồi cuối cùng là một của bạn Nguyễn Quốc Việt, bữa bạn gửi mình 500 ngàn, nhưng mà mình đã phát hết 300 rồi thì còn 200 ngàn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến tiệm vàng nha cả nhà, để đổi 600 đô của 3 mạnh thường quân bên Mỹ và 2 mạnh thường quân ở Vĩnh Long, để phát cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi và thành phố Vĩnh Long trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là đường Phạm Hùng, phường 9 nha cả nhà. Mình mới vừa quẹo trong hẻm ra đó. Thì sẵn đây cũng chia sẻ với cả nhà luôn là mình đã dự tính sẵn là mình đổi nó hết, mình cộng luôn cả những số tiền trong và ngoài nước luôn, thì được khoảng chừng là trên dưới 15 triệu. Có lẽ là trên 15 triệu đó cả nhà. Thì chút xíu nữa mình sẽ gửi cho những khó khăn lớn tuổi là mỗi ngoại nội mỗi người là 200 ngàn. Thì mình tính sơ sơ thì tầm khoảng 75 đến 76 người. Thì ngày hôm qua thì mình cũng đã có phát một vài phiếu rồi, mới một vài phiếu thôi nha cả nhà. Tại vì mình còn công việc của mình nữa, thành mình phát không có qua, mình đi Đồng Tháp về hơi trễ, phát không có kịp. Thì bây giờ trong cái buổi sáng ngày hôm nay, trong cái khoảng thời gian mà chúng ta vừa đi đổi tiền, thì chúng ta coi những hoàn cảnh lớn tuổi thì mình sẽ mời đặt công viên nhận luôn. Còn nếu mà số lượng ở ngoài đường mình tìm không đủ thì mình sẽ lại xem những trường hợp nào khó khăn cần giúp đỡ, khuyết tật ngân hàng thì mình cũng sẽ gửi luôn nha cả nhà. Thì như cả nhà cũng biết rồi, hôm nay là mình quyết định mình mời mấy ngoại lại nhận, tại vì do là ngoại thì cả nhà cũng biết lớn tuổi rồi đó. Thì đa số là cơ thể của mình nó cũng sẽ bị bào mòn trong 5 tháng phải không ạ? Thì những người mình thường quân có tấm lòng tin tưởng mình, mình sẽ trao về cái phần kinh tế để cho những ngoại nội hoặc là cô chú tới tuổi có thể là dùng nó để mua thuốc để uống giảm đau, để tiếp tục cái công việc mua bán hàng ngày hoặc là cái cuộc sống hàng ngày. Mình đang dắt cả nhà ở đầu đường Lê Thế Tổ, phường 2. Chúng ta sắp sửa quẹo lên cầu lộ nha cả nhà. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Vĩnh Long cũng chuyển mưa.
Đây là đường 3 tháng 2 phường 1 nha nhà ha. Sau buổi sáng ngày hôm nay mình thấy cũng rất ít người bán à. Mình đi đổi tiền cái. Giờ là 7 giờ 17 phút buổi sáng nha cả nhà. Thì đối với những người lớn tuổi ở tại Vĩnh Long á cả nhà, ở trong thành phố á, thì cái thời gian bán của họ là sẽ tầm khoảng chừng là 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ bán, tới tối đa là 10 giờ là họ sẽ về nghỉ ngơi. Tại vì cả nhà cũng biết rồi, đối với các nội ngoại á, thì sức khỏe cũng không còn nhiều nữa. Mà lội nhiều khi là 3-4 tiếng như vậy là quá sức rồi. Có những nội ngoại mà bị bệnh hơi nặng hơn á, đó thì cũng không có đi bán được ở trên đường đâu. Thành ra là tấm lòng của anh Richard Trương thì mình rất là đáng quý, nhưng mà mong muốn của anh ấy thì phát trên 85 tuổi thì nó thuộc dạng nó vượt quá khả năng của mình. Như cả nhà cũng biết rồi, cái số lượng người lớn tuổi Vĩnh Long á, mà trên 85 chắc mình đếm không quá được 5 người nữa. Thành ra là tấm lòng anh ấy là muốn phát là tới 23 người cũng quá khó cho mình. Bởi thành ra là mình có chia sẻ với anh ấy rằng là mình sẽ dùng cái số tiền của anh để gửi những người khó khăn mà hơi thấp tuổi hơn một tí. Chứ cái đó là độ tuổi là quá cao. Mà độ tuổi đó thì đa số là nói chung là ra đường còn khó, huống chi mà đi mua bán thì còn khó hơn nữa nha. Rồi, mình sẽ dắt cái nhà vào tiệm vàng Hưng Long nha. Đây là tiệm vàng mà mỗi khi mà mình đổi tiền sớm là mình sẽ vào tiệm vàng này. Rồi, chào anh chủ. Dạ. 2,324 triệu. Cho em đổi 600. Đây mình cho cả nhà xem lại nha. Của anh thầy chú Nguyễn Văn Cao. Đang xuống rồi thầy. Dạ, xuống dữ quá anh ha. Rồi, tiếp theo là cũng 200 là của anh Đức Chắc Dương. Ghi riêng không? Dạ không, ghi chung giùm em luôn chị. À, mà cho em lấy tờ. Anh có tờ 100 hay là nếu mà có tờ 100 thì đưa cho em tờ 100. Dạ, còn không có thì đưa em tờ 200 cũng được. Đây là chị Diệp Chi nha cả nhà. Gửi mình 200 đô, không qua người nhà. Chúng ta sẽ đổi 600. Dạ, nếu anh có tờ 100 anh cho em tờ 100. Dạ. Tại vì mình cũng đề phòng cái số lượng quá đông nên ra mình quyết định là lấy tầm 100. Chứ mà theo những mạnh thường quân mong muốn thì sẽ gửi là 200. Lấy 10 triệu với mày. Dạ. 3 triệu mày được không? Dạ được. Dạ, à không, vậy là cho em tầm 200 đi chị. Nếu mà cái này thì tầm 200 đi. Dạ. 3 triệu với 200 đi. Dạ rồi, 100 luôn thì quá tốt chị. Dạ, của em được bao nhiêu? 13.944.000. Dạ. Làm lại hết, hơi bị. Dạ không sao. Dạ chúng ta sẽ được là 13.944.000. Dạ. 944 là cái lẻ. Rồi, để em bù cho chẳng 14 triệu luôn. Ok. Đưa chị 56.000 đi. Dạ. Để không chị đưa tiền lẻ cho chị. Rồi. Nhập cái lẻ này vào. Nó mới đủ 14.
đúng rồi. Đi đổi đổi luôn chiều mốt này không? Dạ đúng rồi. Đổi luôn nha. Dạ đúng rồi, khoảng 200 gì luôn. À 100 luôn. À tầm 100 luôn này quá tốt. Có cần chị đếm máy, chị đếm dạ, cho con. Dạ, dạ. 14 triệu luôn. Rồi, vậy là mình đã đắp vào cho Dũng là 14 triệu. Kèm theo đó là tấm lòng của bạn Quốc Việt 200 và bạn Mạnh Thường Quân ẩn danh ở bệnh viện là 1 triệu nữa cả nhà. Vậy là chúng ta sẽ được là 15 triệu 200 ngàn tổng cộng trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi phát phiếu và lại mấy cái người lớn tuổi thôi cả nhà. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chào chú. Sẵn đây thì mình sẽ gửi luôn cho những hoàn cảnh khó khăn luôn đó, còn bao nhiêu thì mình mời vào công viên. Rồi chào ngoại. Dạ, sáng giờ ngoại bán được không? Sáng giờ chưa bán được. Dạ là ngoại mới ra hay sao? Dạ. Năm nay ngoại nhiêu tuổi con quên rồi? Bảy mấy rồi con. Dạ. Rồi thì sẵn đây con cũng chia sẻ với ngoại luôn, nay con trao cho ngoại là tấm lòng của cô Diệp Chi Mạnh Thường Quân bên Mỹ có gửi về để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long. Dạ. Còn thay mặt cô ấy gửi cho ngoại trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó, tấm lòng cô Diệp Chi. Dạ. Ngoại nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? Dạ, luôn gửi lại cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Thì không biết. Dạ. Ủng hộ cho tôi. Dạ rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi thì Mạnh Thường Quân cũng ấm lòng. Dạ. Dạ rồi, chào ông hai. Dạ. Mấy ngày ông hai bán được không? Dạ, chợ bắt ứ quá. Mỗi ngày giờ ông hai bán được nhiêu tờ? Dạ, có 40 rồi, con mở âm linh thì trả hoài à. Dạ. Dạ. Rồi thì thôi, hôm nay thì con cũng thay mặt chị Diệp Chi. Dạ. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Lớn tuổi, khuyết tật tại Vĩnh Long. Ông hai hôm nay nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. 76 rồi, dạ rồi. Thì dạ, con cũng thay mặt chị ấy gửi tặng cho ông hai một phần. Cảm ơn mình nha. Dạ. Đây là tấm lòng của chị Diệp Chi. Rồi cứ gửi lời thăm Mạnh Thường Quân. Dạ. Rồi chợ cho mạnh khỏe, đau dài đặng Mạnh Thường Quân đặng cho người già. Dạ. Rồi. Rồi chúc ông hai mua ai bán đắt nha. Dạ. Dạ. Mới chú gửi, con mới gửi chú hôm bữa rồi. Đợt này không có chú ơi, này phải chia ra. Dạ. Rồi. Dạ, nhiêu tờ số ngoại ơi? À. Bao nhiêu một tờ? 10.000 tờ tấm. Ngoại còn nhiêu tờ? Dạ. Mỗi ngày về ngoài bán được bao nhiêu tờ? Ngoại bán có 50 tờ hả con? 50 tờ. Ừ.
Dạ. Đi đâu mà không thấy đường. Dạ đúng rồi, con biết ngoại không có thấy đường. Thì bây giờ con chia sẻ ngoại là con có nhận được sự ủng hộ của chị Diệp Chi ở bên Mỹ. Dạ. Gửi về để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại Vĩnh Long. Dạ. Và nhất là ngoại, ngoại nhiêu tuổi con quên rồi. 67 tuổi. 67 rồi. Giờ dạ, con cũng thay mặt chị ấy gửi cho ngoại một phần. Dạ đây à. Dạ. Đây ngoại nhận giúp con. Dạ. Đây là tấm lòng của chị Diệp Chi. Dạ. Rồi ngoại. Cảm ơn cô dạ cô họ Chi và rồi nhà chú cũng có mấy cô đây. Dạ con cũng cảm ơn. Dạ mấy chú cũng phần ủng hộ. Dạ khó khăn cũng phần không có thấy đường. Dạ rồi không có lao động. Dạ ơi thành thật cảm ơn chú với cô Chi. Dạ rồi. Dạ rồi con chúc ngoại ngoan mấy mắt nha. Dạ. Rồi con chào ngoại. Gửi ngoại tiếp theo nha cả nhà. Mình đang dán nhà trên đoạn đường này là đoạn đường Hưng Đạo Vương phường 1. Ngoại ơi. Đã có mua vé số chưa? Rồi chào ngoại. Ngoại năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 80. Ngoại nhớ không? Dạ nhớ. Mỗi ngày về thì mỗi bán được bao nhiêu tờ? Bán không có lỗi nhiều, bị cái chân đau đó. Dạ. 70 tờ, 60 tờ nè. Dạ, là bán hết là mình nghỉ ha. Dạ, bán hết. Dạ. Dạ, thì con cũng chia sẻ với ngoại luôn là hôm nay con nhận được sự ủng hộ của chị Diệp Chi ở bên Mỹ. Có gửi về để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở bên Long. Dạ. Con cũng thay mặt chị ấy gửi tặng cho ngoại một phần. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, ngoại có nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không, cô? Dạ. Diệp Chi. Dạ rồi, con hy vọng ngoại sẽ mau chóng phục hồi sức khỏe và mua may mắn đất hơn nữa ha. Dạ. Dạ rồi, con chào ngoại. Dạ. Dạ. Ngoại đang lấy bánh mì hả? Dạ. À, cho bánh mì ha. Dạ. Dạ. Ngoại ăn nổi không? Dạ. Chứ giờ đa số là ngoại chắc ngoại phải dùng sữa hay gì sữa nạc đúng không? Dạ. 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 Dạ rồi, thôi cũng đó cũng là tấm lòng của mấy bạn trẻ đây. Rồi thôi con chào ngoại nha. Dạ. Rồi mình sẽ vào trong công viên đất này nha cả nhà. Bữa nay rất là vắng luôn hả các đồng đội của tôi. Bữa nay rất là vắng luôn. Hello. Rồi mấy ngoại nào hôm qua đã nhận được phiếu của con sẽ mời vô nhận, con gửi tiền luôn. Rồi sau đó là mình đi bán. Dạ. Đây, đây phát cho ngoại luôn. Rồi chia sẻ với mấy ngoại nha. Con nhận được sự ủng hộ của chị Diệp Chi ở bên Mỹ. Gửi về để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ha. Đây con sẽ gửi tấm lòng của chị Diệp Chi. Dạ, cảm ơn cô Chi á bạn. Dạ. Dạ đây cô Diệp Chi. Rồi cảm ơn cô Diệp Chi rất nhiều. Dạ. Dạ cảm ơn của mình. Dạ. Rồi cảm ơn cô Diệp Chi rất nhiều. Dạ. Dạ cảm ơn chào ngoại. Cô Diệp Chi. Rồi xin thành thật. Dạ. Cảm ơn cô Diệp Chi. Dạ. Cảm ơn cho mấy ngoại. Dạ mấy cô. Dạ cảm ơn cô Chi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Nha cô Chi.
lấy phiếu giùm anh. Lấy phiếu. Rồi cô em lấy phiếu. Rồi xong rồi con. Đây à, tấm lòng cô Diệp Chi. Cảm ơn cô Diệp Chi. Dạ rồi. Sức khỏe, làm ăn phát tài, ủng hộ cho mình có ăn. Dạ, rồi chúc mấy con ngoài bán đất nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ rồi. Hôm nay lấy gồng đi. Quá vắng luôn. Lấy gồng. Đây, con giữ giùm ha. Dạ rồi. Cảm ơn cô. Quá vắng luôn ha, mấy đồng đội. Tại hôm qua anh mới có mấy phiếu à. Rồi hôm nay anh cũng không có mời ai lại nhận nữa. Nãy giờ phát dạo cũng hết mớ rồi. Hôm nay có hẹn không mà? Ờ, có sự, có đâu có hẹn đâu, con nó áo đi làm. Bên đây, làm cái áo trắng. Rồi thôi chắc bây giờ như vậy. Giờ sao giờ ta? Hơi thiếu người rồi đúng không? Anh hẹn có mấy người chứ. Qua anh đi làm tháp về đâu có kịp. Cả nhà đợi mình tí nha, để mình bàn phương án tiếp theo. Rồi ngoài vô ngoài lãnh luôn giùm con đi. Năm nay là nội nhiêu tuổi rồi? 67. Rồi nội công việc của nội là cái gì? Bán bánh mì dạo trong chợ đó. À, bán bánh mì dạo trong chợ hả? Dạ rồi. Không có thấy nội. Rồi hôm nay là nội nhận được sự ủng hộ của cô Diệp Chi. Dạ. Con gửi về. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Dạ 76 tuổi. À chú đợi con chút xíu đi. Rồi. Có ông hậu nó bị tai biến mà ở trong nhà không, không có đi đâu nữa hết hậu. Thấy con mẹ có con đi làm ở trong nhà thấy nó. Vấn đề thì hoàn cảnh này cũng có khó khăn con biết. Thì mới lại cần sự giúp. Đấy. Đó. Thì mà hôm nay thì con phát cho cô với tấm lòng của Mạnh Thường Quân cô Diệp Chi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Đây, ngoại sáng giờ mà lấy số chưa? Dạ chưa, chưa có giấy số. Ngoan món gì vậy? Dạ. Bánh mì người ta mới cho. Dạ, ủa bánh mì gì mà sao nhìn thấy dạ, nó không, lạ vậy? Bị gì đồ chay, đồ chay. À thịt không đúng không? Dạ, anh về đi anh. Hôm nay chỉ có những người lớn tuổi thôi anh. Con tư. Dạ, đây tấm lòng của cô Diệp Chi. Dạ. Dạ gửi đến những người lớn tuổi. Dạ. Dạ. Nay với những mạnh thường quân khác nữa. Dạ. Dặn chị như ý. Dạ. Cảm ơn mấy cô mấy cậu luôn. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 74. 74. Hôm nay là chú nhận được sự ủng hộ của cô. Còn bao nhiêu tiền để anh biết anh nói với theo mạnh thường quân coi. Dạ đây, tấm lòng của cô Diệp Chi nha. Dạ. Rất cảm ơn. Rồi chú nhắn gửi với cô Diệp Chi không? Dạ, Mạnh Thường Quân giúp đỡ chú hôm nay. Cầu chúc cho cô được nhiều sức khỏe để giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Dạ. Rồi xin cảm ơn. Dạ rồi. Rồi chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú? 38. 38. Dạ. À, con thấy công việc của chú hàng ngày là chú làm gì chú? Làm gì chai. À, con cũng biết về cái hoàn cảnh của chú. Là hôm nay là con cũng thay mặt cô Diệp Chi gửi tặng cho cô cho chú một phần. Và chú nhắn gửi với Mạnh Thường Quân không? À. Dạ rồi. Rồi thôi chào chú. Rồi tiếp theo là hoàn cảnh của chú. Chú năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Dạ 76. 76. Dạ. Cái công việc của chú hiện tại là gì? Tôi đạp xe lau đạ, tôi gặp chú mấy lần trong đường. À. Chú có nhận được sự ủng hộ của con bao giờ chưa? Gặp trong đường hai lần. À. Đó. À, mà tôi cũng có bà con như tiếng ở Mỹ á. À. À. Dạ đây, dạ, nay dạ. Là chú ủng hộ của cô Diệp Chi. Cảm ơn chú Minh. Dạ. Chú có nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ cô Diệp Chi. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Dạ. Số tiền này tuy là nó nhỏ nhưng mà đối với nhà nghèo nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ rồi. Dạ cảm ơn. Không chị được, chị lại đi. Dạ, có hai đứa nhỏ thì nuôi nó cũng thuộc dạng là rất là khó khăn. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 70. Rồi ngoại bị bệnh gì? Tai biến. À, cái đợt trước con không có phát được cho ngoại, nhưng mà đợt này con sẽ phát bù. Dạ, đây. Hôm nay là ngoại nhận được sự ủng hộ của cô Diệp Chi nha. Dạ, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Dạ. Cảm ơn rồi. Dạ. Rồi ngoài về nghỉ ngơi đi. Dạ. Dạ mình cũng có ít kinh phí để mua thuốc men rồi đó. Dạ cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Tháng mà
64. Vậy là mình đã phát xong cái phần quà của cô Diệp Chi. Nói chung là mình không có đếm được cái số lượng nha cả nhà, nhưng mà bây giờ mình cũng đọc tiếp theo luôn. Đây là tấm lòng ủng hộ tiếp theo là của mình thường quân Vít Chát Trương. Giờ đây 64 tuổi, công việc của cô hàng ngày là gì? Má, nó lụm nó khoai nữa mà. Lụm dây chai hả? Má, má nó lụm nó khoai. Còn mà 10 bữa bán được 1 bữa. Ừ. Cô bán được nhiêu má, một lần vậy? 3-400 là 10 bữa, làm ngày được 30-40 ngàn. Ừ. Vậy là cô lụm cũng nhiều lắm á, chứ không phải là ít đâu. Nát là nó lụm rồi, nó lụm rồi đó. À, 6 giờ rưỡi là lụm. 5 giờ mới lụm. 5 giờ đi rồi cô lụm tới mấy giờ? Lụm có 6 giờ rồi đó. Mà lụm luôn á, lụm có 4 giờ mới nữa. À, lụm tới buổi chiều tối luôn hả? Ừ, lụm có 8 giờ đó. Rồi, hôm nay là cô nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Dạ. Cô nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân? Dạ, cô nhắn gửi xuống Mạnh là mình nổi nha. Mà, dạ. Mà có khá mình nổi nha, mình nổi luôn. Dạ. Dạ. Có mong mình nhiều á, mong nó cô nhiều á. Dạ rồi. Dạ. Rồi chị. Dạ. Rồi. Hôm nay chị nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương ở bên Mỹ ha. Buổi sáng nay là chị mua bánh mì không hay người ta cho chị vậy? Người ta mới cho chị được 5 mẩu mì không với bao bánh mì ngọt. Ồ vậy hả? Chị phát dạo hả? Là ở đâu chị? À phát dạo hả? Ừ. À còn bên đây là gì? Cái này là xôi giò hả? Cũng có bà đó bên này... cho xôi giò chị. Xôi giò. À cũng như là cũng rất là nhiều những mạnh thường quân ủng hộ phải không? Giúp đỡ mình trên cái quãng đường mà mình bán hàng ngày đúng không ạ? Rồi hôm nay thì em thay mặt anh Richard Trương để gửi cho chị cái phần quà với mong muốn của anh ấy thì muốn hỗ trợ phần nào cho những cái hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Còn chị thì chưa lớn tuổi nhưng mà chị lo hai đứa nhỏ thì nói chung là em nhìn cũng rất là xót xa luôn. Đó, em cũng biết là rất là khó khăn khi mà một mình phải nuôi hai đứa nhỏ như vậy. Thì em cũng thay mặt anh Richard Trương gửi tặng cho chị một phần. Dạ, cảm ơn nhà Mạnh Thượng Quân với em nhiều lắm. Dạ rồi, dạ, hy vọng chị sẽ mua bán đắt trong ngày hôm nay. Rồi, chào chị, chào mấy con. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi? 87 tuổi. 87 tuổi. Dạ. Công việc hiện tại giờ bác đang làm gì? Dạ, bây giờ đâu không có làm gì nữa. Dạ. Bây giờ cơ thể của bác như thế nào? Hơi mệt, đi xa hơi mệt. Dạ. Thì mình nhận được sự trợ giúp Mạnh Thường Quân hôm nay là của anh Richard Trương. Dạ. Anh ấy là có mong muốn là muốn giúp đỡ những người trên 85 tuổi. Dạ. Nhưng mà nói chung thì cũng rất là khó cho con, tại vì kiếm số lượng này là quá là khó trên 85. Nhưng mà cũng hên là bác cũng có duyên với anh ấy. Thì con thay mặt anh ấy gửi tặng cho bác một phần, giống như là một cái chi phí để cho bác có thể hỗ trợ được men cho bác. Rồi bác nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân Richard Trương không? Dạ, gửi lại cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi, chào bác. Dạ. Chúc mừng. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 63. Hình như là cô làm nghề quét rác ở trong công viên đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, rồi thôi thì con cũng biết là cái hoàn cảnh mỗi tháng vậy cô thu nhập được bao nhiêu. Với công việc bếp gác như vậy. Bếp gác vậy cho người ta có 600 à. Có 600 ngàn một tháng hả? Ủa sao thấp vậy? Con nghĩ là phải tại tầm mấy triệu chứ. Anh đi về đi anh. Nay chỉ người lớn tuổi thôi. Ngày có 20 cái đó. Dạ, là một ngày chỉ có 20 ngàn thôi. À. Em đừng có cho mấy người này vô giùm anh. Trẻ mời về giùm anh đi. Giúp mình mấy cái đó đi. Dạ lắm rồi. À, không, không, cái này được rồi. Đó, rồi thì thôi. Rồi. Kêu đổi rồi. Bác đợi chút rồi con gửi cho. Dạ. Rồi thì con cũng chia sẻ với cô luôn là hôm nay là con nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương. Dạ. Đó, với yêu cầu mong muốn anh ấy là phát trên 85 tuổi. Dạ. Đó, nhưng mà thôi thì đối với những hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi độ tuổi nó chưa có được như anh ấy mong muốn, nhưng mà cái hoàn cảnh khó khăn thì con cũng sẽ gửi giúp. Rồi con thay mặt anh Richard Trương gửi tặng cho cô một phần. Cảm ơn Mạnh Thường Quân ở bản với cháu anh Minh nha. Dạ. Rồi, chúc con giàu giàu sức khỏe nha. Dạ rồi. 77 chúng mình. Rồi. Quá chúng mình. Rồi, ngoại năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 77. Dạ 77. Dạ. Công việc thường ngày của ngoại là gì? Dạ để phụ quán bán cà phê ở nhà ở nhà phụ ở nhà với vợ. À có nghĩa là mình ở nhà mình bán cà phê. Dạ. Mỗi ngày vậy thu nhập được bao nhiêu ạ? Dạ chừng có 40-50 ngàn. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 81. Phát thì mình. Rồi, vậy là bác có biết được cái thu nhập m�i ngày của bác được bao nhiêu không? 50 ngàn à. 50 ngàn đó là dạ, đó là vợ bác dạ, gửi tặng cho bác hay sao? Bán đó là coi chừng nhà ở phía sau chuột ở đài á. Bác phát luôn cho mình nói nhiều. Ở phía sau chuột ở đài đó chứ. Dạ. Mệt.
60 mà chú làm cái gì? Chú chạy xe ôm. Chạy xe ôm hả? Rồi thôi gửi luôn. Rồi thì nãy chú nói chú nhiêu tuổi con bên này? Dạ 77. 77? Dạ. Rồi thì sẵn đây. Con thay mặt anh Rick Trác Chương để gửi cho những người lớn tuổi với tấm lòng của anh ấy là với sự trợ giúp của anh ấy, là anh ấy mong muốn là những cái người khó khăn lớn tuổi sẽ đỡ được phần nào trong cuộc sống. Con thay mặt anh ấy gửi tặng cho bác. Dạ rồi. Rồi chào bác. Dạ dạ cảm ơn. Rồi chào ngoại. Hôm nay ngoại nhiêu tuổi rồi mày? 74 rồi. Cái công việc của ngoại hàng ngày là gì? Dạ không có làm gì hết, bị bệnh ở con tim này kia. Với mệt với chóng mặt hoài. Dạ, có nghĩa là mình bệnh quá là mình cũng không có làm được công việc gì phải không ạ? Không làm được. Dạ. Còn ngoại tên gì? Nguyễn Thị Em. Nguyễn Thị Em. Dạ. Cái gia đình ngoại hiện tại là ở đâu? Dạ, ở trong phường 4. Phường 4. Dạ. Dạ, rồi thì thôi con cũng thay mặt cho anh Richard Trương gửi tặng cho ngoại một phần để tấm lòng của anh ấy gửi đến những người khó khăn lớn tuổi. Dạ, cảm ơn chú Minh, cảm ơn nhà tài trợ nhiều lắm, không biết có nói gì hơn. Dạ. Dạ rồi, thôi chào ngoại. Rồi, chào bác. Nay bán số không bác? Có bán rồi, bán mọi người. Dạ, mà hồi tối bác bán hết chưa? Chưa mà. Hồi tối thì gặp bác còn gửi phiếu cho bác đó. Mà chưa hết, nhưng mà sáng nay rồi bác có đi bán tiếp không? Dạ, bán tiếp. Dạ, mà. Rồi thôi con bác nhiêu tuổi con quên rồi ha? 7 mấy rồi con, 72. Dạ, 72, cũng chia sẻ cho Mạnh Thường Quân biết là hôm nay con nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương. Đó, để gửi về giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi tại Vĩnh Long. Con cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho bác một phần. Dạ, tấm lòng của anh Richard Trương. Cảm ơn anh Trương. Dạ rồi. Rồi chào bác. Rồi chào chú. Dạ. Hôm nay chú nhiêu tuổi rồi? Năm nay 61 chú. Dạ, rồi hôm nay chú lấy nhiêu tờ số? Có 100 tờ chú ơi. Dạ, mỗi ngày chú bán được nhiêu tờ? Có bữa thì hết, có bữa thì 60, 70, 70 tờ. Dạ. Là coi như là mình bán tối đa là 100. Dạ. Nó sớm mình sẽ nghỉ sớm thôi mà. Dạ, dạ. Rồi hôm nay con cũng thay mặt anh Richard Trương gửi tặng cho chú một phần cũng như là hỗ trợ cho chú được có thêm cái vốn mình lấy thêm cái số, hoặc là mình ăn uống đồ nó thoải mái hơn. Dạ. Trước tiên tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Sao tôi gửi hai tờ số này cho chú. Dạ. Chiều nay chú đặc biệt chú nên làm từ thiện nhiều hơn. Dạ rồi. Rồi cảm ơn chú. Có chú thì lại kiếm con lấy lại nha. Rồi chào chú. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 60. Dạ, công việc hiện tại của chú là gì? Chạy xe ôm. Mỗi ngày chú chạy ở khúc nào? Ở vòng ngoài của đó Thanh Tây. Vòng ngoài đó Thanh Tây là ngay ngã tư chỗ này phải không ạ? Đường Hưng Đạo Dương với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mỗi ngày vậy chú chạy được nhiêu tiền? Có bữa 20-30 phòng ơi. Dạ, 20-30 là bị dịch á, bữa này nó rước qua bữa kia. Rồi 20 là làm sao đủ mà chi phí? Mấy bữa kia dồn quá. Dạ rồi. Thì thôi hôm nay con cũng thay mặt chút dầu qua dầu lại vậy đó. Dạ. Có dai tiền góp hay bà hỏi gì không? Cũng gán ăn rít rít thôi. Dạ. Chứ không có dai gì hết. Dạ. Tưởng đâu dai thì giúp trả luôn. Có dai không? Không. Con hỏi đùa thôi nha. Rồi thì con cũng thay mặt anh Richard Trương ở bên Mỹ gửi đến cho chú một phần với công việc mà chạy xe của chú. Rồi. Rồi chúc chú chạy đắt khách trong ngày hôm nay nha. Rồi chào chú Ngọc. Chào chú Minh. Dạ rồi. Mấy ngày thì chú Ngọc bán bao nhiêu tờ rồi? Dạ bữa nay bán có 70 tờ. Bảy. Sáng giờ bán mới 17 tờ. Dạ. Mấy ngày cái công việc bán của chú thấy như thế nào? Dạ thấy nó cũng ổn định với bình thường. Dạ. Mỗi ngày bán 70 tờ. Dạ rồi. Thì hôm nay con cũng chia sẻ với chú luôn là con nhận được sự ủng hộ của anh Richard Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Có gửi về cho con để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại Vĩnh Long. Rồi. Chú Hồng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Mỹ và cảm ơn chú Minh luôn. Dạ rồi. Thành thật cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rồi chúc chú cũng mua bán đắt trong ngày hôm nay nha. Dạ. Dạ. Rồi chào chú. Nay chú lấy nhiêu tờ? 60 vé. Dạ. Rồi chú còn nhiêu tờ? Còn mới bán được mười mấy vé. Dạ. Đâu cho con xem số vậy? Sao chú không làm một cái bàn để như là chú Hồng vừa rồi đó, để cho khách dễ lựa chọn không? Rồi mình bán ít mình cầm về cái bỏ bọc ni lông ra nó không ướt. Coi như là trời mưa ha. Dạ, trời mưa. Có mình sợ gom không kịp. Dạ. Nha mình cầm tay luôn. Dạ. Rồi con cũng thay mặt anh Richard Trương gửi tặng cho chú một phần. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 62 Dạ rồi. Tấm lòng của anh Richard Trương.
Dạ. 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 Chúng em có xe đang xe góp không gà chạy góp không được. Dạ. Covid này cái đường khó nó vắng quá. Mấy anh trẻ tuổi với mấy cô chú mà hôm bữa ta lãnh rồi thì vui lòng về giùm con nha. Tại hôm nay dành cho những người lớn tuổi thôi. Rồi, chào ngoại. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi. Dạ, công việc hiện tại của ngoại là ngoại có lao động gì không? Bệnh hoài, không có bờ mặn gì nổi hết con ơi. Chị nhiêu tuổi? 58. Phái chị này một tấm luôn đi. Dạ. Yeah. Là coi như là cơ thể mình bệnh, thành ra mình cũng không lao động gì phải không ạ? Không có lao động nổi, yeah. Bị đau tim đó. Dạ, yeah. Bị bệnh tim nữa. Đi qua đây là nó mệt rồi. Nhà ngoài ở đâu? Ở quanh đây một chút. Dạ, ở đâu ạ? Phường 1 hả? Phường 1. Dạ. Yeah. Rồi cái cuộc sống của mình như thế nào ạ? Cũng vất vả lắm con ơi. Cũng nghèo khổ lắm. Dạ. Yeah. Rồi thì thôi thì hôm nay con cũng thay mặt anh Richard Trương đó, để gửi cho những người lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long, con cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho ngoại một phần. Dạ. Cảm ơn con, dạ, cảm ơn cô chú ở đây nhiều. Dạ. Chú gì anh? Chú dạ. Anh bên nhiều anh Mỹ á. Dạ, anh Richard Trương. À, với Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, rồi dạ, thôi con chào ngoại, ngoại về nghỉ ngơi ha. Dạ. Đó có thể là chi phí cho ngoại mua thuốc đó. Rồi, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ, 62. 62, mỗi ngày cô bán được bao nhiêu tờ? Dạ, phải gán cho hết 100, tại vì nuôi một đứa em bị tâm thần với một đứa em bị tai biến. Dạ, là coi như hoàn cảnh của mình cũng có khá là nhiều người bệnh. Thành ra là cái chỉ tiêu của mình là bán là 100 tờ một ngày. Phải cho hết. Dạ, phải cho hết. Dạ, hết sớm thì mình nghỉ sớm phải không ạ? Dạ, hết cho hết thì đếm nữa. Có nghĩa là cái chỉ tiêu nhiêu đó nhưng mà hết, còn giờ thì đếm thêm. Dạ, à. Có nghĩa là tối thiểu là phải 100. Dạ. À, còn trở lên thì mình dư được bao nhiêu thì dạ, mình sẽ cố gắng mình lo cho gia đình phải không ạ? Dạ. Dạ. Rồi hôm nay thì con nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương ha. Dạ. Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có gửi về để giúp những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại Vĩnh Long. Con dạ, cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho cô một phần. Dạ, có những cái hoàn cảnh người ta không biết làm sao xoay sở, nhờ dạ, có sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Dạ. Với nhờ cái sự mà làm cái gì cái bài tôi dốt á, cái bằng clip của chú Minh. Dạ. Cũng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khốn khó. Có thể số tiền này đối với mọi người là rất ít, nhưng dạ, đối với những người khốn khổ thì người ta vui lắm. Dạ, quá là quý luôn. Với cái cô cảm nhận được cái sự ủng hộ, cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân. Dạ, phải trân trọng chứ, người dạ, ta cũng phải lao động tìm mọi dạ, cách đúng để rồi, người ta có tiền người ta mới giúp cho mình. Dạ, rồi đúng chú rồi. Chú thì chú phải làm những cái clip này, chú cũng đi khắp nơi mới tới tay được người nghèo. Dạ. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều ha. À, hy vọng là cô sẽ bán được nhiều hơn nữa. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Rồi, năm nay nội nhiêu tuổi rồi nội? 68. 68. Công việc hiện hàng ngày của nội là gì? Chạy không đơm. Không đơm. Nội thường hay chạy ở khúc đoạn đường nào? Ở trường kỹ thuật 4 á. Trường kỹ thuật 4 là phường 2 đường Nguyễn Huệ phải không ạ? À? Mỗi ngày mình chạy được nhiêu tiền ạ? À? Ế chết bà đi. Giờ dịch rồi đâu có chạy được gì đâu. Dạ. Là bình thường cái thu nhập của nội là một ngày được nhiêu? Thấp nhất là 100 ngàn. Còn cao nhất? Cao nhất là 150 là nhiều lắm. Chắc trong cái đợt Tết ha. À. Dạ. Vậy là 100 ngàn thì theo nội có trừ tiền xăng xe xăng ra chưa? Chưa. Dạ, vẫn chưa luôn. Ở đâu nội có cái nón chữ Honda đi nội? Cái này là cái người trong Honda cho mình đó. À, ta thấy mình đậu ở ngoài đường nắng lắm phải không? Nghe người ta gửi cho nội đúng không? Dạ. Rồi, hôm nay là nội nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương ở bên Mỹ, có gửi về để giúp những hoàn cảnh lớn tuổi khó khăn khuyết tật ở tại Vĩnh Long. Còn thay mặt anh ấy gửi tặng cho nội một phần. Dạ. Nội nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? À, tôi cũng không biết nói gì nha, tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cái này không nha. À. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Rồi, chào cô. Hôm nay cô nhiêu tuổi rồi? 58. Dạ. Này cô mua gì buổi sáng vậy? Trà đường uống con. Trà đường. Đỡ, mệt. À, vậy thường là sáng cô có ăn gì không? Chưa ăn. Dạ. Chưa mới ăn. Là coi như buổi sáng là chỉ mua ly trà đường thôi. Dạ. Rồi sau đó là mình đi phục vụ công việc mua bán của mình. Tranh thủ bán số xong mới ăn con. Dạ, còn mỗi ngày như vậy thì cô có ăn, cô ăn là cô ăn luôn buổi trưa đúng không? Dạ. Là buổi sáng nhịn luôn. Dạ. Cái ly trà đường này cô mua ở đâu? Mua đằng kia 6 ngàn. 6 ngàn. Dạ. Cô ăn mua. Chưa cái cô ăn ổ mì 2 ngàn. Ổ mì không hả? Ổ mì không cô mua ở đâu 2 ngàn?
đang này nè. À, ở đằng phường 1 này đúng không? Dạ. Dạ, là coi như là cái công việc của mình là buổi sáng với buổi trưa luôn là 8.000. Dạ. Thì mỗi ngày như vậy cô bán được nhiêu tờ? 100 tờ. Dạ, ngày nào cũng bán hết không? Hết. Thế thời gian bán của cô là mấy giờ tới mấy giờ? Thì 11 giờ cô mới hết. 11 giờ mới hết. À, dạ rồi. Tại cô bệnh cô cũng dám đi sang. Dạ, coi như là mình cũng cố gắng lắm mới bán hết trong buổi sáng với buổi trưa phải không ạ? Rồi thì con cũng thay mặt anh Richard Trương có một chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở tại Vĩnh Long. Con thay mặt anh ấy gửi tặng cho cô. Dạ. Cô cũng mà cảm ơn cái một khách mạng thường luôn á để giúp cho cô được số tiền này cũng xây sở. Dạ. Đang lúc khó khăn. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ. Đang phát là tập trung mình được có chụp như vậy. Tâm tập trung với nha. Vì năm nay trời chào ngoại. Nay con lại gặp ngoại nữa rồi. 88 tuổi rồi. Con biết ngoại lớn tuổi rồi, thành ra lúc nào con cũng dành sự ưu tiên cho ngoại hết á. Hôm nay là ngoại là đúng cái độ tuổi mà của anh Mạnh Thường Quân cái chết Trương đã dạ, đã quan tâm và ủng hộ cho ngoại. Dạ. Đối với những hoàn cảnh mà trên 85 theo mong muốn của anh ấy. Dạ thì thôi con cũng thay mặt anh ấy. Dạ. Dạ, ngoại có muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Richard Trương. Dạ. Anh thua cậu à? Dạ. Anh thua cậu không Mạnh Thường Quân nhỉ? Anh thua cậu à? Dạ, ngoại chỉ cần cảm ơn Mạnh Thường Quân cái cho Mạnh Thường Quân vui lòng là được rồi. Dạ. Vậy vậy. Cậu coi 88 tuổi giờ, hồi đó mình cũng quanh việc gì tôi bán bây giờ. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi thôi ngoại về nghỉ ngơi nha. Dạ. Rồi con chào ngoại. Dạ, cảm ơn cậu. Rồi, chào chú. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. 60. À, là cái công việc hàng ngày của chú là gì? Chạy xe ôm. Chạy xe ôm. À, chú chạy ở khúc đoạn đường nào? Chú chạy thả rồi thôi. Ở xã là ở huyện hả? Chạy thả vòng vòng á. À, thả làm vòng. Nghĩa là chạy vòng vòng kiếm khách hả? Kiếm khách đó. Rồi vậy rồi có đủ ngày thu nhập được nhiêu? Đủ ngày cũng được 100 mấy. Đổ ra 120. Dạ. Rồi thì thấy hoàn cảnh của chú thì cũng khá là vất vả. Thì thôi con thay mặt anh Richard Trương có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long. Thì thôi cũng gửi cho chú. Chú lại cảm ơn Mạnh Quân nha con. Dạ. Rồi, con chào chú. Rồi, chào nội, năm nay nội nhiêu tuổi rồi nội? 70. 70. Nội là 90. Dạ. Tại già quá. Nhìn giống 90 hả? Dạ, nói chứ cũng không đến nổi đâu. Mà cái công việc hiện tại bây giờ của nội là đang làm gì? Hết làm nổi rồi, đi hết nổi lấy gì làm. Dạ. Vậy là trốn dáng. Con nghĩ là hả? Mình bị bệnh đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bên tay phải của nội có bị gì không mà sao con thấy hình như nó hoạt động không được hả? Cái bên phần này được không ạ? Cũng được nhưng mà thì nói chung cũng được nhưng dạ. Mà nó hơi kém. Dạ. Vì vậy đó. Nhà có nội đâu? Cũng gần đấy thôi. Dạ. Queo rồi đợi tới. Dạ. Nói chung mình đi còn không nổi lấy gì mình làm gì nổi phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ rồi thì thôi con cũng chia sẻ với hoàn cảnh mà bệnh của mình. Thì dạ. Con cũng thay mặt anh Richard Trương dạ. Gửi cho nội một phần. Dạ, đó, tấm lòng của anh đấy. Rồi nội muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ, anh nhắn gửi là rất cảm ơn các quý vị đi đến đây để phát quà nhân đạo. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, chủ yếu là cảm ơn Mạnh Thường Quân thôi. Dạ, dạ cảm ơn nhiều, cảm ơn tất cả. Dạ rồi. Chào, xin chào. Dạ rồi. Rồi, con chào cô. Dạ, chào cậu. Dạ, năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 84 tuổi. Công việc hiện tại của cô là gì? Lụm ve chai. Lụm ve chai. À. Dạ, mỗi ngày như vậy thì cô lụm được bao nhiêu? À, lúc này dịch ới quá, có 30, 40, 30, có nhiều thì có 20. Nhưng mà nhiều cô bán mỗi ngày không? Luôn. Hay là lâu lâu mình mới có? Mỗi ngày bán. Dạ. Mỗi ngày mình bán phải không ạ? À? Rồi thì con thì cũng thấy cô lụm ve chai, con hay kéo ve chai ngoài đường thì con biết cũng rất là rõ về cái hoàn cảnh của mình rồi, với công việc của mình rồi. Thì ơi, hôm nay con cũng thay mặt anh Richard Trương Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ có gửi về để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở Vĩnh Long, thì con cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho cô một phần tấm lòng của anh Đinh Chách Trương. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Cảm ơn tất cả coi như cô cậu đến đây để phục vụ rất là tận tình nhiệt tình. Dạ. Coi như không may mắn mà không đẩy về chai bị xe nó quẹt văng vô thì biết cho cậu tưởng đâu chết rồi đó, tưởng dạ. Nó chán rồi đó. Rồi cái hai bữa sau cái bị cái cô đó học sinh có chạy xe đạp điện đó. Cổ nghe nhạc cổ tập trung cổ đụng một cái nữa dài 3 mét luôn mà hôm nay cái tay đau. Dạ. Có tiền mà đi chích chỉ uống đỡ thôi. Dạ. Rồi bữa nay số tiền như vậy thì đủ cô một liều chích không? À đủ. Dạ. Rồi cô tiếp tục coi công việc của mình nha. Hy vọng cô sẽ được nhiều chai hơn. Rồi chào cô.
Dạ, hôm nay có duyên gặp con nữa rồi. Có duyên nữa rồi. Dạ rồi. Có duyên với con nhiều lắm. Dạ. Đây, cô tặng cho con. Dạ rồi, đây con giữ giùm nha. Giữ giùm. Dạ đây. Đó, thì khi nào mà có chúm đặc biệt thì cứ lại liên hệ với con dạ. Sẽ gửi lại. Rồi con sẽ làm thiện nguyện theo yêu cầu của cô. Dạ. Rồi. Thì bây giờ trước tiên này cô bao nhiêu tuổi con quên rồi ha? Cô 36. 36. Dạ. Mỗi ngày về mình bán được nhiêu tờ cô? 150. Dạ, mà mấy ngày cô thấy bán như thế nào? Bán ớ quá. Lợi quá trời. Có nghĩa là theo dạ. theo cô là người mua ít hay là cái người ở ngoài đường ít? Mua ít như ngoài đường ít nữa. Dạ. Chứ không có ra đường. Dạ. Nó hơi ế. Dạ rồi, thì thôi con cũng thay mặt hôm nay ha. Dạ. Con cũng thay mặt anh Richard Trương, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có chút quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi Vĩnh Long. Dạ. Con cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho cô một phần. Dạ. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn Mạnh Thường Quân bên dạ. là con hỗ trợ cho cô. Dạ. Cảm ơn con. Dạ rồi. Rồi, con chào cô. Chúc cô mong may mắn đắc nha. Dạ. Đưa gì này, anh đưa gì này luôn. Ừ. Ừ, em kiểm phiếu lại mình. Kiểm kiểm bao nhiêu tiền nha. Để quyết định lại. Nói bây giờ thì số lượng người bà con đang nhận được tin đó nhà. Rồi sau đó là di chuyển lên đến đây rồi. Rồi, chào cô. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Dạ, 79. 79? Dạ. 79 rồi. Dạ. Rồi nhìn cô cũng còn rất là trẻ luôn á. Dạ. Công việc hiện tại cô bây giờ là gì? Tại phụ lập giặt với con cháu chứ rồi lên máu lên tăng sông trắng mặt hoài rồi với đau khớp nhức tê tay chân đi không dạ rồi. Rồi thì cũng chia sẻ với cô. Dạ. Trong ngày hôm nay là con nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương dạ. có gửi về để giúp những hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long á. Dạ. Con cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho cô. Dạ. Trong cái độ tuổi của cô thì cũng khá lớn tuổi rồi. Dạ. Thêm một cái nữa là cái số tiền này có thể là dùng để cái mình mua để phục vụ cái công việc hàng ngày của mình là để mua thuốc giảm đau đó. Dạ, dạ. Dạ. Thì mình lớn tuổi rồi. Dạ, dạ. À, đây là tấm lòng của anh Richard Trương. Dạ. Rồi cô nhắn dạ, gửi dạ. gì không ạ? Tôi nhắn gửi rồi kính chúc Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe. Dạ. Dồi dào sức khỏe phát đạt làm ăn. Dạ. Làm ăn phát đạt năm mới. Dạ rồi. Dạ kính chúc du là gì? Dạ rồi. Rồi chào nói. Dạ. Hôm nay nội nhiêu tuổi rồi? Dạ 72. 72. Mỗi ngày như vậy thì nội bán được bao nhiêu tờ? Dạ, trăm mấy. Trăm mấy? Dạ. Dạ, ngày nào mình bán cũng hết không? Dạ, nó cũng hết từ không. Dạ, nội thấy cái việc mua bán của mình trong những ngày nay như thế nào rồi? Dạ, cũng bán được mà cũng, chậm. Cũng bình thường không hay là nó có sự khác biệt gì không? Dạ, chậm mà bán được. Dạ. 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 Rồi thì hôm nay con có nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương ha. À, có gửi về để giúp những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở Vĩnh Long. Dạ. Thì con cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho nội. Dạ, một phần. Dạ. Ở đây con giữ giùm nội nha. Dạ. Chúng thì cứ lại lấy con. Dạ. Dạ, nhớ đầu con á. Rồi. Chào ngoại. Vì nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 87 tuổi. 87 tuổi rồi. Rồi hôm nay ngoại đúng là cái yêu cầu của anh Đích Chắc Chương luôn, đếm đếm tụi con còn gì. Đếm chừng nào đủ 44 tờ thì nói tôi. Nha. À, ủa 7. À, 24 tờ. Hay 23 tờ. Đếm, lấy 23 tờ. Ok. À, tại vì mình phải phân chia ra như vậy để cho những mạnh thường quân biết về cái số tiền của mình. Thì nói chung thì do là lúc cái khoảng thời gian đầu thì của chị Diệp Chi thì mình cũng không có đếm được, mình cũng không biết là mình giao có đủ hay không, nhưng mà những đồng đội của mình đang hỗ trợ giúp đếm để phân loại ra những cái mạnh thường quân còn lại. À, hiện tại bây giờ là nội với đồ tủ của nội thì nội có mua bán gì được không? Có mấy đứa con nhỏ bán. Giờ bán gì ạ? Bán dừa nước. Em. Bán dừa nước. À, dạ rồi. Đó là con gái của dạ rồi thì thôi con cũng hỗ trợ cho nội một phần thì hy vọng là nội cũng có thể là sử dụng cái này để mình mua nhiều khi cũng đau yếu bất ngờ. Dạ. Dạ, đây là tấm lòng của anh Richard Trương. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Rồi chào chú, hôm nay chú nhiêu tuổi rồi? Chú bao nhiêu tuổi rồi? 23 tuổi. Ô bảy 46 tờ, 46 tờ. 46 tờ. 60. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 60. 60. À, công việc chú hàng ngày là chú làm gì? Lượm phế liệu đúng không ạ? Nói chung thì con cũng thấy chú hay dùng chiếc xe đạp mà hay lượm chai hay cuột đồ lên thì con cũng biết hoàn cảnh của mình. Đó. Anh cần một người ra đây đứng đứng lấy phiếu giùm anh chỗ này đi. Hồi mà
Có nghĩa là em cho chú nào mà vô đây là đã có phiếu rồi, để cho anh khỏi phải cầm cái phiếu nữa, nó sẽ đỡ tốn thời gian. Rồi thì con hôm nay con nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương đó, có gửi về để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở Bình Long, thì thôi con cũng thay mặt anh ấy gửi tặng cho chú một phần tấm lòng của anh Richard Trương. Chú có nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không ạ? Hả? Chú có nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ rồi, rồi con chào chú. Rồi chào chú, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 65 tuổi rồi. 65, công việc hàng ngày của chú là gì? Chạy xe ôm. Chạy xe ôm, chú chạy ở khúc nào? Đây đằng trước. À, chỗ ngã tư đằng trước luôn đúng không ạ? Dạ. 46 tờ em bỏ riêng giùm anh đi. Ủa cái đó là gì? Hả? Đúng rồi, em đưa cho cô này tờ đi. Dạ không không, được rồi, chị vừa lãnh rồi. Đợi giùm em. Đúng rồi, mỗi cái nó sẽ có sự ưu tiên khác nhau. Em đã nói không được là không được. Rồi, rồi chú mỗi ngày về chú trả đương nhiêu tiền? Cũng tùy theo bữa có khách nói quen thì cũng 100 ngoài cũng có, cũng vài chục. Dạ, nói chung thì cũng từ vài chục. Dạ. Rồi thì thôi con thấy cái hoàn cảnh của mình cũng khá là khó khăn. Dạ. Thì con cũng thay mặt anh Richard Trương có những cái phần quà gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Rồi con cũng thay mặt. Rồi là cảm ơn dạ rồi. Rồi, chào chú. Rồi, chào cô. Năm nay nhiêu con nhiêu tuổi rồi? 65 rồi. 65. Dạ. Là coi như là mỗi ngày như vậy thì cô bán được bao nhiêu tờ? Thì cô bán 100 mấy, tôi đắt thì 200 mấy. Dạ. Là từ 100 mấy thì mình lời được bao nhiêu tiền một ngày? 100 mấy cô dài á thì mượn tiền góp á. Dạ, mỗi ngày mình góp nhiêu? Mà. Dạ. 10-50. Dạ. Còn là nếu mà không có ấy thì 100 thì đời được 100 mốt. Dạ. Tiền mượn á. Dạ. Là giá 90. Còn dạ, nếu mà không thì 90 hơn. Dạ. Cô có biết được mỗi cái lô mà trúng số như vậy thì nó tầm được bao nhiêu không? Cô không có rành. Cô không có. Dạ, chỉ biết lô đặc biệt với lô số đầu thôi đúng không? Dạ, cô dạ, nhớ số đầu mà số đặc biệt cô cũng không nhớ không. Dạ rồi, thì thôi hôm nay con cũng nhận được sự ủng hộ của anh Richard Trương, Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có gửi về để gửi giúp những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở Vĩnh Long. Dạ. Con thay mặt anh ấy gửi tặng cho cô một phần. Cô cảm ơn người mình với cô không có lạ lòng ấy, cô tặng cho cô cậu hai gì hết. Dạ rồi, rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Cô cảm ơn. Nào mà có chúng đặc biệt cô có lại kiếm con nha, lấy lại. Dạ con. Rồi chào ngoại. Mới lại gặp con. Dạ đây là ngoại mà đã tặng cho đồng đội của mình là những cái hộp bún đó cả nhà, chứ thêm nữa là những cái nón á. À, tại khi mà thấy những đồng đội của mình với mình á phát ở trong công viên á vào cái những cái đợt trước thì nắng quá thành ra là ngoài ấy có bỏ tiền ra mua. Hôm bữa ngoài mua cái đó hết bao nhiêu tiền? Bảy cái nón. Không mà. Coi như là tấm lòng của ngoại đúng không? Dạ, thành ra là ngoại không muốn biết, không muốn cho con biết là bao nhiêu tiền đúng không? Dạ rồi. Thì thôi hôm nay. Dạ rồi, con cũng thay mặt anh Richard Trương gửi tặng cho ngoại một phần. Đây là tấm lòng của anh ấy gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi. Anh ấy là muốn trên 85 tuổi đó. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi? 80. 80 nhưng mà rất là yếu rồi không ngoại? Mình đi đứng rất là khó khăn. Mà cái nghề nghiệp của ngoại là lụm ba chai nữa. Dạ thôi con sẽ thay mặt anh ấy gửi tặng cho ngoại tấm lòng của anh ấy. Ngoại cảm ơn. Dạ anh Richard Trương. Dạ. Dạ. Các đồng đội của con. Dạ rồi. Cảm ơn con nhiều. Dạ rồi. Rồi con chào ngoại, hy vọng ngoại sẽ lụm được nhiều chai hơn nữa. Rất lụm mà. Rồi chào cô. Hôm nay cô nhiêu tuổi rồi? 62. Dạ, những cái đợt trước thì nó cũng hơi thiếu phần của cô ha. Thì hôm nay con cũng hỗ trợ lại cho cô một phần. Mỗi ngày cô bán được nhiêu tờ? 200 mấy lận. Dạ. 200 mấy. Mà ngày nào mà bán cũng hết không? Hết hết cho số giờ không cho trả. Dạ, là lấy nhiều phải bán nhiều. Bán hết luôn ha. Dạ. Là bán 200. Rồi thì thôi con cũng tranh thủ gửi cho cô. Dạ. À, đây là tấm lòng của anh Richard Trương ha. Cảm ơn Richard Trương. Cảm ơn đồng đội luôn. Cảm dạ rồi. Rồi chào nội sinh. Trời ơi. Hôm bữa ha là cô Yến muốn gửi cho nội lắm luôn. Nhưng mà tiếc cái bữa đó dạ đúng rồi, nội nghỉ bán. Dạ rồi thì thôi hôm nay mình cũng nhận được sự ủng hộ của anh khác. Dạ. Đó là của anh Richard Trương ở bên Mỹ. Dạ có gửi về cho con để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở Bình Long. Dạ. Con có thay mặt anh ấy gửi tặng cho nội ạ. Cảm ơn của mình gửi lại cô Trần Dương người à, cô Trần em đếm đủ phiếu cho em, cô Trần hết tiền nha. Ừ.
Còn bên kia là mình chưa đúng không? Chưa. Rồi, ok. Rồi, chào ngoại. Hôm nay ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại? 80. Cái công việc thường ngày của ngoại là làm gì? Bán xe bán. Dạ đâu? Ngoại bán xe gì? Bán xe chuối. Đâu là ngoại ra xe chuối giùm con. Cái khu vực mà của ngoại bán chuối là thường nằm đâu? Đi vòng vòng đi lại đằng Vĩnh Tiến đâu với 10 giờ đâu đó rồi. À, dạ. Có nghĩa là 10 giờ là ngoại lại đó bán. Dạ. Một cái bánh tiêu như vậy ngoại bán bao nhiêu? Cái bánh tiêu bán 3.000. Cũng 3.000, còn bánh bao cũng chiên. Vậy luôn, cái nào cũng 3.000. Bánh còng, bánh cam cũng vậy luôn. Dạ. Dạ, còn đây là chuối. Chuối về nhiêu nãy ngoại? Chuối vừa bán 20. 20. Dạ. Là nãy nào cũng vậy hay là sao? Nào cũng vậy, còn nay thì 10.000. Dạ. Cái này là 10.000. Dạ, trái này 10.000. Dạ. Còn chuối là 20. Dạ, nói chung thì quầy của ngoại cũng khá là đầy đủ ha. Có trái cây nữa ngoại hả? Có. Dạ. Mà tại sao mình lớn tuổi như vậy không lấy con cháu không? Ai, lo con cháu mà mình đông đi bán. Nghèo quá. Dạ. Đi bán với tiền xài. Nói chung là dạ, con cháu cũng đông ha. Dạ, khó khăn. Rồi thôi, con cũng thay mặt anh Đích Chết Trương dạ, gửi cho ngoại một cái phần quà. Dạ. Tấm lòng của anh Trương ở bên Mỹ. Dạ. Cũng còn chúc theo hạnh với gửi lời thăm cảm ơn nha. Dạ rồi, con chúc ngoại mua đắt ha. Dạ, dạ, ngày hôm nay. Rồi bây giờ anh còn bao nhiêu tiền nè các đồng đội? Còn một phần gửi cho con. Rồi đây đi để đâu? Chị Tám. Này em mới gửi đừng rồi. Rồi đâu có cho gạo con không có tiền. Thì đúng rồi. Thì cho gạo rồi chú còn muốn gì nữa? Người ta còn chưa có muốn nữa kìa. Người ta còn chưa có nữa. Hôm nay khổ quá. Mưa gió bán không được. Rồi thôi con gửi cho chú luôn. Đó, với cái lời nguyện cầu của chú. Thì một ngày không nhớ là chú bán 50 tờ mà đúng không? Dạ. Nói chung thì đối với những hoàn cảnh thì vẫn còn rất là nhiều người chưa có gặp được con. Đó, nhưng mà thôi thì những đồng đội con cũng muốn gửi cho chú thì con thay mặt anh Trương ở bên Mỹ. Cảm ơn Trương bên Mỹ. Dạ. Giúp đỡ giùm. Dạ. Xe lăn. Dạ rồi. Cảm ơn nhiều. Rồi, thôi con chào chú. Rồi bây giờ của anh là còn bao nhiêu nè? 46 đúng không? Bây giờ thì đối với coi như là mình đã phát xong tấm lòng của anh Trương. Thì bây giờ là tới tấm lòng của Mạnh Thường Quân, đó là Cao Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Cao gì đây. Dạ, là của anh ấy cũng gửi về cho mình 200. Thì mình cũng không biết là rồi bây giờ em có thể là em phân loại ra giùm anh. 23 người, chỉ 23 người lớn tuổi nhất. 23 người lớn tuổi nhất. Mấy chú về đi. Nay là những người trẻ tuổi là không có đâu. Dạ, khỏi đứng đợi mất công lắm. Để hạn chế tập trung. Anh về đi bán cho anh. Nay là không có đâu. Người nay lớn tuổi là không ai có đâu. Bữa nay là không, bữa nay là nhỏ tuổi là về giùm em đi. Đó, thì ông đồng đội anh Vinh sẽ phát cho chú xe lăn một phiếu đi bên đây. Rồi. Rồi bây giờ thì anh cứ lựa nó đi, còn ở đâu mình sẽ gửi luôn, đâu vậy? Gửi luôn cho chú xe lăn này chú. Rồi chào chú. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Dạ hôm nay 79. 79 rồi. Dạ. Mỗi ngày cho mình bán được bao nhiêu tờ vé số ạ? Dạ bán thì nói đúng ra bán có 40. Bán có 40 mà. Dạ. Cái khu vực bán của ngoại là khu vực ở khúc nào? Khu vực bán ở là coi như là phường 1. Phường 1. Phường 2. Phường 2. Phường 3. Phường 3. Phường 4. Phường 4. Ủa vậy là ngoại bán muốn hết phường luôn rồi? Không có. Chỉ là mỗi chỗ mẹ mẹ ăn chút. À dạ rồi. À có nghĩa là mình chạy tới đó mình đậu. Đậu vòng, đi vòng. Dạ. Bây giờ thật ra thì mấy cái chỗ mà ở có cái cầu cao đi không được. Nó cao quá, cao đi không được. Cái tờ phiếu hồi nãy con nói đưa cho ngoại thôi. À, rồi. Cho con xin cái phiếu lại. Có nghĩa là có những chỗ cầu cao mình không có đi lên được. Không nổi. Dạ. Thành ra bán vòng, bán nhiên nhiên. Dạ. Rồi khởi lối chừng 9 giờ là về. Bán hết chỗ về cũng dạ, thuốc hả cô? Dạ rồi. Mà gia đình của mình như thế nào mà mình phải đi bán trong khi đó mình gần 80 tuổi rồi? Gia đình thì thật ra chỉ có một đứa con gái à. Dạ. Mà nó có chồng, nó theo chồng ở xa. Dạ. Bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng già ở dạ, tại phường 1 cái đó. Dạ rồi. Dạ. Rồi thôi con gửi à. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Nguyễn Văn Cao. Dạ. Dạ. Nhắn gửi gì chú Nguyễn Văn Cao không ạ?
ngoại có muốn nhắn gửi gì với chú Cao Mạnh Thường Quân không? Dạ thì coi như là cảm ơn ông rất nhiều. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi, con chào chú ạ. Rồi thôi bây giờ là do cái số lượng người tập trung đông quá thì con không có nhiều thời gian để con chia sẻ về những cái hoàn cảnh nữa. Thì thôi con sẽ phát luôn để cho mấy ngoại về nghỉ ngơi hay những cái công việc mua bán tiếp theo nha. Dạ. Một người qua thu phiếu giùm anh đây. Dạ đây là tấm lòng của chú Cao. Dạ, ở bên Mỹ gửi cho ngoại. Cảm ơn cậu Cao. Dạ. 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 Rồi đây ngoại, đây là tấm lòng của chú Cao bên Mỹ, Mạnh Thường Quân. Ngoại nhắn gửi gì với chú Cao không? Nhắn với. Dạ thưa, vậy cho tôi cũng cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân và cậu hết lòng hết vậy giúp đỡ. Dạ. Rồi. Tôi khó khăn. Dạ. Tôi rất là cảm ơn. Dạ rồi. Rồi con chào ngoại. Đây con gửi cho ngoại. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ, 75. 75. Dạ đây, đây tấm lòng của chú Cao. Gửi cho dì, nội. Chú Cao nói dì Đào cảm ơn dữ lắm. Dạ dì Đào. Dạ rồi. Dạ. Dì rồi. Đào 75. Dạ rồi. Đây tấm lòng của chú Cao. Cô nhiêu tuổi rồi? 65. Dạ tâm tâm lấy rồi. Tấm lòng của chú Cao. Dạ à, cô à. Dạ. Rồi, chúc cô mua may mắn đắt. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? Cô 79 tuổi. 79 rồi. Dạ. Công việc của mình là giờ là gì cô? Cô bệnh cô nằm ở nhà giữ nhà cho cháu để làm mướn. Dạ rồi thì dạ. Thôi hôm nay chúng ta cũng nhận được sự ủng hộ dạ. Với cái kinh phí là mua thuốc dạ. Dạ, của chú Cao. Dạ cảm ơn kính gửi chúc chú giờ giờ sức khỏe giúp đỡ cho những người nghèo bên đây. Dạ rồi. Dạ, rồi chào cô. Dạ rồi chào ngoại. Dạ. Chú Cao bên nước ngoài có tiền trợ cho cô bác ở đây. Dạ. Cũng cảm ơn chú Cao với chú Đào. Dạ. Chứng minh ở đây mới nhận được mới có. Dạ cảm rồi. Nhiều, rồi. Nhiều sức khỏe. Rồi, con hy vọng cô sẽ mua bánh đắt nè. Dạ. Dạ. Nào có lượm với chai không ngoại? Dạ. Có hồi chế thôi quá. Dạ. Dạ đây con gửi cho ngoại luôn rồi ngoại tiếp tục công việc nha. Dạ. Đây là tấm lòng của chú Cao đó. Dạ, cảm ơn chú Cao nhờ chú mà giúp đỡ cho tụi tôi. Cảm dạ. Ơn chú Cao với chú luôn. Dạ. Rồi. Rồi đây là tấm lòng của chú Cao. Nay chú nay cô lấy nhiêu tờ? Dạ 104. Dạ, sáng giờ bán được nhiêu rồi? Chú Cao. Dạ. Có năm mấy vậy à? Dạ rồi. Cảm ơn. Rồi. Rồi có chúng thì ghé lại lấy con nghe. Chứ giờ con hết biết nhường giò luôn rồi. Năm nay nội nhiêu tuổi rồi nội? Dạ 73 tuổi. 73 rồi. Năm 49. Dạ. À, nhà chú Cao có thể liên lạc dùm với bên Mỹ cái mà hội gia đình mũ đỏ. Bởi vì tôi ở Nghĩa Dù, tôi 18 dù. Dạ. Tôi bị thương năm 72 quản trị. Dạ. Năm nay là tôi bị thương là 3. Nhưng mà tôi bị gì tôi không có thể nào liên lạc với hội bạn. Dạ. Nhà chú Cao bệnh có thể giúp đỡ liên lạc hội dùm tôi. Dạ. Thì nói chung thì đó là nguyện vọng của chú. Và còn hy vọng là sẽ có những người xem tiếp thì sẽ hiểu cái nguyện vọng của chú. Năm nay nội nhiêu tuổi rồi? 80 tuổi. Dạ. 80 tuổi. 80 tuổi. Dạ, đây là tấm lòng của chú Cao. Cảm ơn dạ. Chú Cao với chú Minh. Dạ rồi. Dạ. Bây giờ thì đông quá rồi thì con phải tranh thủ lên gửi thôi. Dạ ơi, bà con ơi, thôi. Dạ đây ạ. À. Mấy chị ơi. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? 75 rồi. Dạ. Dạ dạ con gửi cho ngoại. Cảm ơn nghe chú. Anh Vinh. Bây giờ mấy ngoại không nghe đồng đội con là chút xíu nữa rồi con sẽ không có giải quyết đó. Con đang làm bên đây thì đừng có qua đây con. Rồi chào ngoại. Năm nay ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ. 81. Dạ thôi con cũng gửi cho ngoại để cho ngoại tranh thủ ngoại đi bán hay là ngoại phục vụ nha. Đây là tấm lòng của chú Cao. Cảm ơn. Dạ. Chú là hồi nãy con phát rồi mà. Đâu có. Hồi nãy đâu có cho. Ừ. Nãy anh chưa có cho hả? Ừ. Ờ. Chú làm nghề gì con quên rồi. Chú làm tùm lum hết cho ai mướn gì làm. Nhiêu tuổi? 64. 64 hả? 64 mà ngoài bên đây còn lớn tuổi hơn nữa. Thôi chú thông cảm đi, đợi đợt khác đi chứ mà đợi đợt này thì bệnh đêm đó. Đợt này thì còn lớn tuổi bên đây còn rất là nhiều. Thành ra là chú thôi con cũng thông cảm mà gửi cho chú một phần đồng đội con đã lựa rồi. Mỗi ngày cô bán được nhiêu tờ? 60. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 87. Dạ đây tấm lòng của chú Cao gửi đến cho cô. Cho cô gửi hai tờ dạ. Cho cô nữa. Dạ rồi chúng thì cứ lại kiếm con nha. Cô quyết định để con từ thiện. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 67. 67 rồi.
đây là tấm lòng của chú Cao gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Rồi năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô? 70 rồi. Dạ. Dạ. Rồi con thấy cô thì con cũng biết là cô bị bệnh rồi. Đây tấm lòng của chú Cao nha. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi năm nay cô nhiêu tuổi rồi? 80. Dạ. 80. Cô làm công việc gì? Cô có còn làm gì nổi không? Dạ đây là tấm lòng của chú Cao. Dạ. Rồi hôm nay chúng ta là có duyên rồi chú hả? Ừ. Dạ. Sáng giờ chú bán được nhiêu tờ rồi? Mấy rồi. Dạ, nói chung thì đây là tấm lòng của chú Cao. Cảm ơn. Gửi tặng. Dạ. Rồi, mình mang khẩu trang vô nha chú. Dạ rồi. Năm nay lấy nhiêu tờ? Lấy có 50 tờ mà bán nó có 20 mấy tờ còn. Dạ, đây là hôm nay là cô nhận được tấm lòng của chú Cao. Dạ. Dạ, Mạnh Thường Quân. Cô nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ. Sau khi mình đã nhận được mình nhận được cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân, cô muốn nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Trời, con Thường Quân cho giúp đỡ mấy người nào có những xấu vậy là gì cũng cảm ơn Thường Quân nhiều. Dạ rồi, rồi thôi con chào cô nha. Mỗi ngày về chú bán được nhiêu tờ? Có 100 tờ. Còn bán hết không? Bán không hết. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 6 mấy rồi. Không hết rồi, ế rồi sao? Ế rồi, bây giờ phải chèo. Rồi, thôi tay con gửi tấm lòng của chú Cao nha. À, Mạnh Thường Quân. Rồi. Rồi, chào cô. Dạ. Nay lượm dây chai được không? Dạ, chưa đi chạy vòng vòng chưa có. Dạ, con vừa sáng giờ chưa có, nhưng dạ. Con thấy lượm dây chai lượm buổi tối nó mới có đồ nhiều nha. Dạ. Là con chạy vòng vòng này con thấy rất là nhiều buổi tối á. Rồi đây tấm lòng của chú Cao. Dạ. Dạ, cô nhắn gửi gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân bệnh nhờ sự giúp đỡ. Dạ rồi, thì hiện tại là bây giờ mình đã phát xong hết tấm lòng của Mạnh Thường Quân rồi. À, nãy em có gửi cho bảo vệ chưa? Đó. Vậy còn đó chú Minh cho thương thứ 78 tuổi rồi chú Minh. Khoan. Bây giờ bảo vệ là đưa bảo vệ giùm anh đi. Anh Vinh đưa bảo vệ giùm anh đi. 78 tuổi rồi chú Minh. Nè có nói mấy cô mấy chú nghe nè. Cái đợt này con nhận nó rất là ít. Đó thì là chỉ có 3 tấm lòng của ba Mạnh Thường Quân là đã hết tiền rồi. Đó, thành ra là con nói gieo cái đợt sau mà nếu mà con nhận nhiều hơn. Đó, mà là đợt sau mà con sẽ phát đầy đủ hơn cho cô bác. Chứ bây giờ là con đã phát hết tiền rồi. Rồi, thì con xin chào cô bác nha. Con xin giải tán hôm nay. Thì hẹn gặp lại các mấy nội mấy ngoại vào dịp sau. Dạ rồi. Ơi, thì ở đây mình còn là 1.2 triệu. Cô hai bạn là Nguyễn Bức Việt và Mạnh Thường Quân ẩn danh ở trong từ thiện do cái số lượng người quá đông rồi, nhưng mà số tiền thì cũng còn quá là ít, thành ra mình quyết định là mình ngưng phát luôn, thì mình sẽ dùng số tiền này vào trong cái đợt phát lần sau cả nhà ha.